Xin chào các bạn, trước mắt các bạn đây là kết quả của buổi câu ngày hôm nay Do thời tiết mùa đông thì rất là lạnh cho nên là mình tìm hàng rất là khó May mắn hôm nay đi câu vẫn được một con Vào mùa đông thì thời tiết khá là lạnh cho nên lươn sẽ ít làm hàng Ở bên cạnh các cái bờ mà nó sẽ ra các cái vùng nước lớn Thì nước ấm cho nên là lươn nó sẽ sống dễ hơn đấy các bạn lưu ý nhé mùa đông rất là khó câu lươn